Đây bây giờ mình sẽ lao vô cái khu căn cứ lớn này. Mấy quỷ này là quất quất mình tới tấp luôn. Ủa? Ủa? Gì vậy? Trời ơi, trời má ơi, mình chết lũ đạn. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Chris Đại Bóng Mơ. Và chúc mừng năm mới các bạn. Happy New Year. Happy New Year. Nào bạn ơi, hãy ngân lên khúc ca tươi vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tựa game rất nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, đó chính là Helldiver 2. Let's go. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force. Mình là mình thích cực kỳ những game mà dạng như bắn bọ, bắn nhện rồi. Bây giờ mình rất là yêu thích bộ phim Starship Troopers. Và cái game này nó cũng rất là giống cái tính chất của cái phim đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nào. Ở cái vũ trụ này á các bạn, để mà trở thành một Helldiver là coi như là một cái gì đó rất là tự hào. Đâu phải vẫn chơi đâu mà được. Sau khi mà chọn lọc đồ các thứ đầy đủ thì chúng ta phải tham gia một cái buổi huấn luyện. Xong cái buổi huấn luyện này, nếu như mà chúng ta toàn mạng trở về thì chúng ta sẽ được trở thành một Helldiver. Và cái khi mà chúng ta tập luyện cái buổi training này thì chỉ có 20% người xứng đáng để trở thành Helldiver thôi, tại vì mấy người kia đi hết rồi. Và bây giờ chúng ta là một người được chọn để chúng ta để trở thành một Helldiver. Trời ơi, tưởng gì? Có gì đâu, cái này qua hàng rào kém gai không à? Có bình thường. Trời ơi, leo lên. Đơn giản không? Trở thành Helldiver thôi. Khi anh qua thung lũng, tại cái thằng nhân vật đó nó không xứng đáng rồi chứ. Nè, mình là làm xứng đáng liền. Thấy chưa? Đó, thằng này xứng đáng hơn nè. Ây da, quần què gì ấy? Trời, xịt máu, xịt máu. Rồi, hồi máu liền. Ở vũ trụ này chỉ cần chích một phát là hả hồi máu liền các bạn. Đó, bỏ kìa, bỏ kìa. Mày mày, ủa? Chưa có đạn. Mày mày. Ví dụ mà chúng ta thấy những cái lỗ bò đó thì chúng ta phải ném lựu đạn vào. Đó thì khi anh qua thung lũng. Thằng này cũng chưa xứng đáng, bị nó cầm cái lựu đạn lâu quá. Đó. Thì chúng ta quăng vô, đó, lỗ bọ sẽ tiêu. Cắm nhảy. Thấy không? Đâu nhảy được đâu. Khu này an toàn mà. Ủa? Vào thôi. Ủa, không lên được. Không lên được các bạn ơi. Mày muốn gì? Muốn chơi không? Muốn chơi không? Bắn mày luôn. Mấy con bọ chó. C. À. Giờ tôi hiểu là tại sao là ở đây không chỉ có 20% tân binh là đủ trình độ để trở thành một Helldiver. Có gì đây? À. Đó. Mày. Trời, quá đơn giản. Trời ơi, tới khúc này nó mới kêu à, cẩn thận gớt trên đầu mình xuống là đi. Sao khúc này mới nói bé? Ủa, mỗi lần chúng ta gọi đồ xuống à, từ trên phi thuyền nó sẽ gửi xuống cho mình. Quá đỉnh. Incoming. Tôi tính nhảy ngang qua cái chỗ đó coi nó chụp mình được không. Đồ anh hại.
Cấm cái cờ gì mà méo nhìn OCD nhìn tức quá. Chào cờ. Hey. Ui mẹ ơi. Bây giờ những người xứng đáng mới được đeo chiếc khăn áo choàng này lên. Rồi, chào. Hello mấy cưng. Cảm ơn ba mẹ. Cuối cùng con cũng đã vẫn được. Đó, bây giờ đã xứng đáng cho hâm một heo ra bờ, mặc dù chúng ta đi 5 lần rồi. Đang có rất là nhiều người không cũng tốt nghiệp như mình. Ngầu quá. Nhà hay quá. Chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận chiến đầu tiên. Các bạn thấy nhìn xung quanh không? Đó là cái vũ trụ này á, là ví dụ mà chúng ta thấy những người chơi khác á, là họ cũng đang đáp xuống giống như chúng ta. Nó real time lắm. Farm sample thôi. Những cái sample này sẽ giúp chúng ta nâng cấp vũ khí ở trên tàu của chúng ta. Ví dụ như bắn tên lửa đồ đó, nó mạnh hơn, xịn hơn. Ây da, à! Và tất cả những vũ khí mà bạn mang theo nha các bạn thì đều có thể gây đam cho bạn, nên chúng ta cũng phải cẩn thận nha. Ui đây, mấy con bự này á thì chúng ta phải sử dụng railgun hoặc là súng nào đó to to chúng ta bắn thì nó mới rụng. Mà railgun là coi như là với lại cây shotgun này là coi như meta hiện tại rồi, rất là mạnh. Rồi bạn cẩn thận mấy con có cánh này nè, nó nhảy sổ vô bạn nguy hiểm lắm, nó rất là nhanh. Các bạn nên di chuyển liên tục nha, tại vì các bạn không muốn là hả tụi nó bu vô bu đông cái nó địch thúi không, đứng chỗ là hử đã luôn. Này là mấy con chích thôi, mấy con cùi. Mấy con quỷ này là hả 2-3 viên. Có những con giáp nó cứng quá, lấy railgun thục nó mới đi. Đó, sample. Đó, các bạn thấy cái chỗ bốc khói lên không? Đó, các bạn nhớ cẩn thận nha, tụi nó chui từ đó ra đó. Đừng thấy kiểu bốc lên là lại hử. Nghe khí địch tưởng ok luôn. Bay vô hử tới đắp thuốc quắc luôn. Cái shotgun này rất là điếm luôn, bắn xa cực kỳ các bạn. Nên là xài rất là ngon. Cây này thì chắc bá nhất rồi. Ở thời điểm hiện tại hay nha. Sau này chắc chắn là sẽ nâng cấp lên nhiều nữa. Và mấy cái con bọ này á, khi mà tụi nó đứt đầu tụi nó vẫn có thể lao vào rồi nó cấu xé bạn nha. Cho nên là cẩn thận, hết sức cẩn thận, nguy hiểm lắm. Không, hên là mình có đem theo con Gobo Godot này á. Chơi mình là quải lắm, tại vì game này là thường là nó build để chơi cùng với bạn bè mà. Chơi cùng bạn bè vui lắm các bạn ơi. Đặc biệt là những pha bóp nhau á, không? Thằng này là lao vô đó, tao sẽ tiêu diệt hết. Thằng kia thả nguyên chiếc máy bay, thả bom, bùm. Bạn mình còn có mấy trăm gram. Mấy con này cứ thục shotgun vô đầu nó thôi là xong. Rồi 5 con nữa thôi. Rồi đủ số lượng rồi, chỉ cần giết 125 con là chúng ta đi được. À máy bay đáp thì các bạn cũng nên cẩn thận nha. Nếu mà máy bay đáp trên đầu các bạn này, các bạn cũng biết là câu chuyện gì nó sẽ xảy ra đó. Các bạn sẽ bẹp giết. Mẹt. Game này nhạc nó làm mình cảm thấy hào hùng phết. Giống như ai cũng là anh hùng trong đây. Rồi thì chúng ta sẽ đến với cái hành tinh của tụi robot nha các bạn. Không chỉ là chúng ta bắn bọ không đâu mà chúng ta còn phải tiêu diệt những cái con robot ác nữa. Ở cái phần 1 của cái Helldiver này á, là tụi nó có rất là nhiều chủng tộc. Nhưng mà hiện tại ở Helldiver 2 thì chỉ có 2 chủng tộc thôi, đó là chủng tộc robot automaton và chủng tộc mấy cái con bọ là Tyramid. Thì chúng ta phải xài cái gear nó phù hợp với cái, những cái con của nó nha. Này như mình đi bắn tụi automaton này á, thì hả mình sẽ chơi cái súng là kiểu explosive, là súng shotgun đạn nổ để mà nó xuyên giáp bọn này, thấy không? Hãy bắn lực không? Nhưng mà nó bị một cái là nó sẽ bị bắn chậm hơn cây súng shotgun kia. Đó, nhưng mà đạn của nó là xuyên được cái giáp của bọn này. Đây mình sẽ gọi Eagle Airstrike. Đó,
Nè mày gọi lính đi, mày gọi lính đi. Oh, thấy chưa? Bánh ta lông liền. Đó thấy chưa? Bọn này rất là mạnh luôn. Đó nên chúng ta phải đục giáp. Chúng ta phải biết cái điểm yếu của tụi nó nữa nha các bạn. Mấy con này điểm yếu của nó sẽ là cái đầu. Đó. Đi bắn bọn Tomato này mình sẽ không có đem cái con Godot, mà mình sẽ đeo một cái ba lô có shield để mấy cái đạn lạc á mình có thể cứu được mình, đúng không? Hồi nãy là chúng ta thủ khu vực thôi. Đó, còn bây giờ là chúng ta phải chạy vòng vòng quanh map luôn. Nó sẽ có nhiều nhiệm vụ phụ nữa. Đó, cứ lượm mấy cái sample này về. Rồi, bye mấy nhóc. Chào cô ơi, chào. À có người cho vô mình kìa. Ê, robot. À các bạn cẩn thận mấy trái mìn đó nha. Dậm cái là đi luôn. Bởi vì nhiều khi kiểu đánh trong mấy cái màn đêm nữa các bạn, thì chúng ta sẽ không để ý. Đạp nhầm phát đi. Thấy chưa? Súng của mình cỡ vậy đó mà hả? Thục nó còn xi nhê. Nó là robot mà. Sending in an eagle. Here comes the cavalry. Yeah. Bùm. Game này á nó làm hiệu ứng cháy nổ coi đã lắm. Đây bây giờ mình sẽ lao vô cái khu căn cứ lớn này. Để tao. Anh mày cân tấp. Anh mày cân tấp. Đó, các bạn thấy chưa? Trời ơi. Bóp bồ đó. Trời ơi, mình lao vô cái nó gọi nguyên cái airstrike lên đầu mình. Thôi là mình có cái shield sẽ đỡ được một phát pháo. Mà game này bóp bồ hay là gì á các bạn, nhân vật các bạn chết đâu có cọc. Tại vì chúng ta hả sẽ có cơ hội làm lại tới 10 lần rồi. Mấy quỷ này là quất mình tới tấp luôn. Ủa? Gì vậy? Trời má ơi, mình chết lựu đạn. Thằng mất dạy nào vậy? À thằng mất dạy này nè. Đấy các bạn muốn kiểu tấn công từ xa thì các bạn cứ gọi bom xuống cái nhà của bọn nó. Ê thằng bồ này nó không bảo vệ mình ta. Ôi quỷ bồ này. Ôi ôi, vậy mà không trúng kìa. Các bạn cũng cẩn thận mấy con này nha. Bắn rất đau. Rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị đi về thôi. Mà trước khi mà chúng ta đi về, chúng ta phải gọi máy bay. Mà gọi máy bay sẽ tốn 2 phút. Thì chúng ta phải đứng thủ. Đứng thủ có đồng đội nó cũng đỡ. Hiểu hai bạn sẽ kê được hai bên á. Ôi, ôi mình ghét mấy con lưỡi cưa lắm nha. Mấy con lưỡi cưa này bạn nhìn vậy thôi mà lại nó cưa một cái là bạn đứt đôi liền luôn á. Game này nó riêu. Người của bạn như cầm bún vậy. Thấy mày à, lỗi bồ tao bắn hụt. My eyes. Ooh, yeah. Ending in an eagle. Unleashing democracy. Rồi các bạn thấy nó trâu không? Nó ăn nguyên một phát airstrike luôn mà tụi nó không xi nhê. Rồi té thôi. Đây mình sẽ chơi Việt Nam thằng bồ, chơi Việt Nam nha. Lên trước. Bỏ con bồ lại. Không bỏ được. À nếu mà bồ các bạn lên lên máy bay rồi mà 20 giây các bạn không lên á là máy bay bay bỏ bạn luôn. Lúc đó là xin Việt Nam. Vâng và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe. Và ngoài ra thì hãy comment cho mình biết là các bạn muốn theo dõi những tựa game nào tiếp theo. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.